Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Trực tiếp nhận định bóng đá Việt Nam Indonesia 16h30 ngày 16 giờ 30 ngày 6 tháng 1, khó có thắng đậm. Trước một đội tuyển Indonesia đang hừng hực khí thế, lại được chơi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ chỉ có được một trận hòa hoặc thắng nhẹ đối thủ này. Sau những gì đã thể hiện được ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia tại bán kết AFF Cup 2022. Đây là cơ hội tốt để thầy trò ông Shin Tae-yong đòi lại món nợ thất bại ở vòng loại World Cup 2022. Ngược lại, thầy trò ông Park cũng có lý do để thắng ở trận này, khi mà trong hơn 20 năm qua, từ kỳ Tiger Cup diễn ra năm 1998 cho tới nay, bóng đá Việt Nam chưa một lần từng đánh bại Indonesia ở đấu trường số 1 khu vực. Ở trận tới, tất nhiên mục tiêu của cả hai đội tuyển đều là giành 3 điểm nhưng nó sẽ chỉ dành cho đội bóng xứng đáng nhất. Cái tên sẽ thể hiện được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cũng như khả năng chớp cơ hội ở mặt trận tấn công. Về phía đội tuyển Việt Nam, trong lần gần nhất tới làm khách tại Indonesia, họ đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1. Đó chính là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã phô diễn sức mạnh để vượt qua đội bóng vạn đảo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Thắng lợi này đã phần nào giúp đoàn quân áo đỏ xóa bỏ được những áp lực sau thất bại 1-2 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2016. Để rồi sau đó họ đã có màn trình diễn thuyết phục để lần đầu tiên lọt tới vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Trong lần trở lại Indonesia này, đội tuyển Việt Nam đang được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối phương cũng sở hữu một đội hình thi đấu khá chất lượng. Nhưng với một đội hình gần như là mạnh nhất vào lúc này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn đủ sức để giành 3 điểm, dù cho điều này sẽ không dễ dàng. Về lực lượng, đội tuyển Việt Nam gần như sẽ có đội hình mạnh nhất trong trận đấu khi các vị trí thi đấu trụ cột đều sẵn sàng ra sân với những hùng dũng, quang hải, hoàng đức, văn hậu, tấn tài, phan văn đức. Ở trận đấu trước gặp Myanmar cách đây vài ngày, đoàn quân áo đỏ đã không mất quá nhiều sức để đánh bại đối thủ. Và điều đó cho phép họ giữ được nền tảng thể lực sung mãn nhất cho chuyến làm khách ở xứ vạn đảo sắp tới và cứ chơi đúng phong độ thầy trò ông Park Hang-seo hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình về phía đội chủ nhà dù chỉ có khởi đầu khá khiêm tốn khi thắng nhẹ Campuchia với tỷ số hai một nhưng càng vào sâu tại giải họ lại càng cho thấy sự đáng gờm của mình cầm hòa đội tuyển quốc gia Thái Lan trên thế thắng đội tuyển Indonesia đã cho thấy họ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh trước vô địch dù không có được đội hình mạnh nhất khi một số cầu thủ không thể lên tuyển nhưng Indonesia ở kỳ AFF Cup lần này vẫn hết sức đáng gờm với tốc độ, sự mạnh mẽ của dàn sao trẻ tuổi và nếu đội tuyển Việt Nam lơ là chủ quan thì họ hoàn toàn có thể phải nhận một kết cục không như mong muốn. Trong lịch sử bóng đá Việt Nam mới chỉ có được một chiến thắng, trong khi đã hòa 6 và thua 3 trước Indonesia ở các kỳ AFF Cup Tiger Cup. Song trong quãng thời gian gần đây, chúng ta đang có được một thành tích thi đấu khá ấn tượng trước Garuda với 2 thắng và 1 hòa. Đó sẽ là điểm tựa tinh thần để toàn đội hướng tới trận đấu với một kết quả cao nhất. Tháng 3 hòa 1 ghi 12 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Đội tuyển Việt Nam rõ ràng đang cho thấy sức mạnh đáng nể của mình ở kỳ AFF Cup lần này. Và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng của thầy trò ông Park ở xứ Vạn Đảo. Mặc dù thắng lợi đó có thể sẽ vô cùng khó nhọc, khi mà Indonesia cũng đã cho thấy họ không phải một đội tuyển dễ bị bắt nạt. Tuyển Việt Nam, hàng công đã đến lúc bùng sức. Tại vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam có hàng công mạnh top 3 của giải đấu với 12 bàn thắng, ngang với Indonesia và chỉ kém Thái Lan một bàn. Sau trận tuyển Việt Nam thắng Myanmar 3-0, Huấn luyện viên Anthony Hay phía đội khách nhận định việc đội hình dưới trướng huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu chưa tốt các trận vòng bảng dường như là để bung sức ở bán kết. Lời của vị huấn luyện viên người Đức có cơ sở khi tuyển Việt Nam đã luôn thay đổi đội hình xuất phát trong 4 trận đấu vòng bảng AFF Cup năm 2022. Đặc biệt, ông Park thường xuyên dùng ít nhất 4 đến 5 quyền thay người cho các vị trí tấn công. Chỉ có Tuấn Hải Văn Quyết từng thi đấu một trận xuyên suốt 90 phút. Mặt khác, chính ông Park cũng hơn một lần khẳng định, ngoại trừ trận đấu với Singapore trên sân cỏ nhân tạo phải thay đổi đội hình vì lo ngại chấn thương, toàn đội đều đạt được mục tiêu đề ra. Tiến Linh, hạt nhân của hàng công tuyển Việt Nam. Trên hàng công tuyển Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh vẫn tạo ra được sự khác biệt ở khả năng tỉ đè, thu hút hàng thủ của đối phương. Tiến Linh đang duy trì phong độ cao với 3 bàn thắng sau 4 trận và thống kê tốt nhất đội. Vì thế cũng dễ hiểu khi ông Park xoay tua hàng công với trọng tâm là Tiến Linh đá cặp với những Phan Văn Đức, Phạm Tuấn Hải hay Văn Quyết khi chơi với sơ đồ hai tiền đạo. Điều này thấy rõ nhất ở trận mở màn Việt Nam gặp Lào. Tuyển Việt Nam xuất phát với cặp tiền đạo là Tiến Linh, Văn Đức. Tới phút 65, hàng công được đổi thành Tiến Linh, Văn Toàn. Hay như ở trận đấu với Singapore và Malaysia, Tiến Linh lần lượt đá cặp với Văn Đức ở phút 58 và Tuấn Hải ở trong đội hình xuất phát. Còn với sơ đồ một trung phong cắm, hàng công tuyển Việt Nam đã xuất phát với Văn Toàn, Văn Đức hỗ trợ Tiến Linh chơi cao nhất ở trận đấu với Malaysia. Thế trận ban đầu được tạo ra tốt, nhưng thẻ đỏ của Văn Toàn ở phút 34 đã khiến phương án sớm phá sản. So với tiền đạo của các đội tuyển khác ở bán kết, hiệu suất ghi bàn của Tiến Linh là 3 bàn, ngang bằng với San Halim của Malaysia và kém hơn Terasin Dangdan 5 bàn của Thái Lan. Tuy nhiên Tiến Linh thi đấu với số phút ít hơn, 235 phút so với 317 phút của Halim và 299 phút của Đang Đà. Điều này đến từ việc ông Park đã thử nghiệm phương án hàng công không có Tiến Linh, trao cơ hội cho Phạm Tuấn Hải chơi cao nhất hoặc là đá cặp cùng với Văn Quyết. Ai là nhạc trưởng tuyển Việt Nam? Cái khó trong hệ thống tấn công của tuyển Việt Nam thực sự nằm ở vị trí nhạc trưởng. Cầu thủ trung tâm của các đường triển khai bóng lên phía trên. Quang Hải Hoàng Đức là hai cầu thủ được kỳ vọng và đã đáp ứng được phần nào yêu cầu. Theo thống kê từ trang chủ AFF Cup, Quang Hải có 149 phút thi đấu, thực hiện một kiến tạo thành bàn. Trong khi đó Hoàng Đức có 211 phút thi đấu, một bàn thắng, hai đường kiến tạo thành bàn và 8 đường truyền mở ra cơ hội có thể ghi bàn. Tuy nhiên Hải và Đức đều đã và đang gặp vấn đề với các chấn thương, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể mạo hiểm với cả hai ở giai đoạn vòng bảng. Vì vậy hai trận đấu với Singapore và Myanmar, vị trí nhạc trưởng được giao cho Văn Quyết. Văn Quyết thi đấu tròn vai, thậm chí đã tạo ra 10 đường truyền mở ra cơ hội có thể ghi bàn. Thông số của Văn Quyết chỉ kém Therathon Bunmathan, 19 đường truyền của Thái Lan. Trang chủ AFF Cup cũng bình chọn Văn Quyết là cầu thủ năng nổ nhất trận Việt Nam gặp Myanmar với tỷ số 3-0. Nhưng có cảm giác Văn Quyết dưới trướng ông Park vẫn chưa thể thi đấu bùng nổ xuất sắc như ở V-League khi được chơi trong hệ thống chiến thuật của câu lạc bộ Hà Nội. Đúc kết lại, hàng công tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều lần phung phí cơ hội ghi bàn. Nhưng nhìn chung sau vòng bảng, ông Park đã đạt được mục tiêu là thử nghiệm, tạo thêm sự gắn kết giữa các cầu thủ. Và hẳn cũng đã đến lúc hàng công đội tuyển Việt Nam bung hết sức cho vòng bán kết AFF Cup năm 2022 với đối thủ là Indonesia của huấn luyện viên Yong luôn rất khó chịu. Indonesia sử dụng bài tấn công ngoại hạng Anh để đối đầu đội tuyển Việt Nam Nhiều khả năng những pha ném biên cực mạnh của hậu vệ biên Pratama Adhan sẽ tiếp tục được Indonesia sử dụng như một bài tấn công trong trận bán kết lượt đi AFF Cup năm 2022 gặp đội tuyển Việt Nam. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Indonesia đã thể hiện khả năng tấn công khá đa dạng, trong đó những pha ném biên cực mạnh của hậu vệ biên Pratama Adhan là một trong những vũ khí lợi hại. Ở trận đấu cuối vòng bảng, Indonesia đã ghi bàn mở tỷ số trước Philippines từ pha bóng ném biên thẳng vào vòng cấm của cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản. Khi Indonesia thi đấu trên sân nhà, những pha bóng như vậy của Pratama Adhan sẽ càng trở nên nguy hiểm khi anh sẽ nhận được sự trợ giúp từ những cậu bé nhặt bóng với một chiếc khăn để giúp quả bóng đỡ trơn. Bài tấn công này của Indonesia khiến người hâm mộ nhớ lại những pha bóng của cựu danh thủ Rory Delap đã thực hiện tại câu lạc bộ Stoke City ở giải ngoại hạng Anh giai đoạn 2008-2013. Khi đó, những quả ném biên của Rory Delap đã mang đến rất nhiều bàn thắng cho Stoke City. Pratama Adhan sinh năm 2001, anh ra mắt đội tuyển Indonesia vào giữa năm 2021. Đến nay, cầu thủ này đã có 35 lần ra sân cho đội tuyển Indonesia. Hậu vệ trái này đang khoác áo Tokyo Verde của Nhật Bản. Ngoài những quả ném biên, Pratama Adhan còn có khả năng tạt bóng tương đối ấn tượng. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 6 tháng 1. Đối đầu Việt Nam-Indonesia, lời nguyền 26 năm hay nỗi đau kéo dài? Phút thứ 90 cộng 3 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, cú ra chân của Vũ Minh Tuấn làm tung lưới Indonesia đã làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình. Trong phút giây ăn mừng, Minh Tuấn rưng rưng khi chắp tay cầu nguyện đến người bố qua đời trước đó không lâu. Một bàn thắng đầy cảm xúc của cầu thủ gốc Quảng Ninh làm thay món quà báo hiếu gửi tặng bố trên thiên đàng. Đấy được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội tuyển quốc gia và cũng cho sự nghiệp kém duyên danh hiệu trong màu áo đội tuyển quốc gia của Tuấn Đốp. Bởi pha lập công để đời này không thể đưa thầy trò Nguyễn Hữu Thắng vào chung kết vì cầu thủ Indonesia kịp ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ. Thất bại đã kéo nỗi đau chưa thắng Indonesia của Việt Nam ở AFF Cup lên con số 20 năm. Và sau đó 24 năm thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bị đối thủ cầm hòa tại vòng bảng AFF Cup năm 2020. Lần gần nhất và cũng là duy nhất Việt Nam đánh bại Indonesia ở AFF Cup năm 1996 với chiến thắng 3-2 để đưa thầy trò Khan Hein Weyang giành tấm huy chương đồng lịch sử trong lần đầu sân chơi Đông Nam Á được tổ chức. Tám cuộc đối đầu tiếp theo giữa hai đội mang đến cơn ác mộng cho Việt Nam với ba lần phơi áo và năm trận kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Niềm tin của người hâm mộ chạm đáy ở AFF Cup 2004 khi Việt Nam thua Indonesia 0-3 và dừng bước từ vòng bảng dù được chơi trên sân Mỹ Đình. Từ ngày huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp cầm sa bàn, dù có vết gợn với thất bại ở AFF Cup 2020, nhưng bóng đá Việt Nam phần nào xóa đi nỗi sợ trước Thái Lan khi đã có nhiều chiến thắng tại cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Tương tự người hâm mộ nước nhà quá quen hưởng niềm vui ở những cuộc so găng với Malaysia. Nhưng trong nhóm Big Four Đông Nam Á hiện nay, Indonesia vẫn còn điều gì đó bí ẩn mà ông Park và các học trò vẫn chưa thể hóa giải ở đấu trường AFF Cup. Kinh nghiệm đánh bại Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 cùng 3 chiến thắng khác thuộc cấp độ U23 là chưa đủ để ông thầy Hàn Quốc giúp Việt Nam thoát khỏi vòng xoáy lời nguyền. Không phải Thái Lan, Malaysia hay Singapore, Indonesia mới chính là đối thủ kỵ dơ của Việt Nam ở sân chơi khu vực này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.